Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh Đà Lạt TV của mình. Ngày hôm nay thì mình đang đứng ở Ngã Năm, có một cái sự kiện rất là mới ở Ngã Năm, thế ra là mình quay cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vòng vòng cái Ngã Năm này một chút. Mình biết chắc chắn nhắc tới Ngã Năm Đại học Đà Lạt thì nơi đây là nơi mà chất chứa rất nhiều kỷ niệm của bao nhiêu thế hệ sinh viên của trường Đại học Đà Lạt. Gần như để mà lên được trường Đại học Đà Lạt thì tất cả các sinh viên đều phải đi ngang qua cái Ngã Năm yêu dấu này. Và ngày hôm nay thì Ngã Năm đang có một cái sự thay đổi rất là lớn. Và có thể sau này các bạn quay lại Đà Lạt để thăm Đà Lạt, và rất là nhiều khách du lịch quay lại Đà Lạt nữa thì cũng sẽ nhìn thấy cái vị trí Ngã Năm này nó cũng đã đổi khác đi rất nhiều so với lại những cái ký ức ở trong kỷ niệm của các bạn, ký ức ở trong tâm trí thời sinh viên của các bạn. Vâng. Nói tới Ngã Năm thì là cái bùng binh mà là cái điểm nối giữa năm con đường khác nhau. Đầu tiên là con đường Bùi Thị Xuân, tiếp theo là con đường Đinh Tiên Hoàng, phía trên kia là con đường Trần Nhân Tông, mà sẽ Trần Nhân Tông, con đường đó sẽ đi lên cổng trường Đại học Đà Lạt, và đường phía bên này là con đường Phù Đổng Thiên Vương, và cái ngã thứ năm là ngã cuối cùng là cái ngã Nguyễn Công Trứ. Rồi, ở đây thì đang có cái dự án là mở rộng cái Ngã Năm này theo cái hướng phía ở phía trong, đó là sân golf của Đà Lạt. Có nhiều cái đề án đưa ra để giải quyết cái ùn tắc giao thông, như là lắp đèn đỏ, rồi công nghệ áp dụng vào giao thông. Tuy nhiên Đà Lạt không có muốn phá vỡ đi cái khung cảnh truyền thống là thành phố không đèn đỏ, cho nên là chủ tịch của thành phố Đà Lạt quyết định là sẽ mở rộng những cái nút thắt giao thông. Và đây là một nút thắt giao thông của thành phố Đà Lạt, Ngã Năm Đại học. Mình thấy đang mở sang hướng bên đó chắc chắn là phải tầm 5m đấy. 5m. Thì khi mà 5m như vậy thì lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông sẽ được thông thoáng hơn rất là nhiều, và sẽ giảm được cái ùn tắc giao thông. Hiện tại là ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7. 25 tháng 7 thì tình hình dịch trên cả nước đang rất là nghiêm trọng. Thành ra là Đà Lạt cũng có những cái chỉ thị giãn cách xã hội của mình, nên đường phố trở nên thông thoáng, và hiện tại thì không có khách du lịch lên trên này. Và đây là cái thời điểm rất là tốt để thi công các cái công trình đường xá như thế này, nên là thành phố tận dụng cái khoảng thời gian này để mà nâng cấp đường phố. Đây, mình sẽ sang phía bên này quay cho các bạn xem. Mở rộng rất rộng luôn. Mình nghĩ từ cái mép đường này mà vào phía trong kia thì chắc phải tầm 6-7 mét đấy. Cây cối, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị cho các phương án quay đường. Đường này đi lên một chút sẽ là tới đường nối vào cổng trường Đại học Đà Lạt. Và trường Đại học Đà Lạt cũng sẽ được trồng cây mới. Đây, con đường yêu dấu của bao nhiêu thế hệ sinh viên sẽ có một sự chuyển mình.
những cây anh đào, cây hoa mai anh đào sắp được trồng. Dự kiến khi mà nó nở hoa thì sẽ là rất đẹp. Đây, rất nhiều các cây mai anh đào chuẩn bị được trồng ở cái khu vực ngả năm này. Phía bên đường là cà phê Tỏi Đen, rồi Thế Giới Di Động, cà phê Anh Em, nơi mà từng là điểm hẹn hò rất là thân quen của nhiều thế hệ sinh viên Đại học Đà Lạt cũng như là khách du lịch lên với Đà Lạt. Bánh mì 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất về Đà Lạt của mình. Và kênh của mình là Đà Lạt TV. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.